Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường trực Tỉnh ủy vừa ban hành thông báo kết luận về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Kiên Giang trong 5 ngày, từ 0 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2021, theo đúng nguyên tắc, ai ở đâu thì ở đó. Tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xác định mỗi người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng chống dịch, xã phường thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn mình quản lý. Tăng cường và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban, thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các cấp do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm chỉ huy trưởng. Tập trung chỉ đạo khẩn trương xét nghiệm sàng lọc cộng đồng nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất. Qua đó truy vết thần tốc, phong tỏa cách ly kịp thời và triệt để F1, F2 làm nền tảng để chặn đứng các chuỗi lây nhiễm. Đề nghị từng huyện, thành phố, xã phường, thị trấn phải có kế hoạch cụ thể bảo vệ vùng xanh, chuyển vùng cam, vùng vàng thành vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ. Các cơ quan ban ngành cấp tỉnh phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình. Đồng thời lãnh đạo đảng viên, cán bộ công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Giao Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tham mưu xây dựng tiêu chí bảo vệ vùng xanh trình Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để kịp thời hướng dẫn đến các địa phương thực hiện. Thống nhất chủ trương tổ chức thực hiện test nhanh kháng nguyên miễn phí toàn bộ tài xế và nhân viên vận tải hàng hóa trước khi vào tỉnh tại các chốt cửa ngõ để kiểm soát chặt chẽ, loại trừ khả năng nguy cơ dịch từ bên ngoài. Thống nhất chủ trương cải tạo cơ sở của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ thành Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh, quy mô 1.500 giường. Giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh bố trí phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 cho phù hợp, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, tập trung tham gia hoạt động tiêm chủng vaccine đợt 4, phấn đấu hoàn thành trước ngày 4 tháng 9 năm 2021. Thống nhất đầu tư trang bị Playcam để quản lý tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai thực hiện. Các cơ quan chức năng tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai tổ chức sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, nhất là những doanh nghiệp có điều kiện và tự nguyện tổ chức sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến. Giao Ban chỉ đạo huyện Phú Quốc phối hợp Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện giảm mức độ giãn cách từ chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Phú Quốc trong thời gian tới.